Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Molugen. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Molugen cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Molugen Monupiravir Dạng bào chế Dạng viên Công dụng và chỉ định Điều trị bệnh coronavirus từ nhẹ đến trung bình 2019 ở người lớn có xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 dương tính và những người có ít nhất một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh nặng. Thuốc có tác dụng rút ngắn thời gian điều trị về âm tính từ 14 ngày xuống còn 5 đến 7 ngày trên bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Dùng thuốc này với liều lượng và thời gian theo lời khuyên chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân suy chức năng thận. Bệnh nhân bị tăng enzyme gan. Bệnh nhân suy chức năng đa cơ quan nặng. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng quá liều được chỉ định, sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ. Tác dụng phụ. Nhức đầu. Mất ngủ. Tăng nồng độ alanine amine or transferase trong cơ thể. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác không có nghiên cứu tương tác nào được thực hiện. Khi sử dụng thuốc tốt nhất, bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ biết về các loại thuốc mà mình đang sử dụng để bác sĩ tư vấn tránh xảy ra các tương tác không mong muốn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Molugen, đồng thời biết cách sử dụng Molugen, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.